xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô bức tranh bí ngô và ok dòng xe đạp thôi nhé. Đầu tiên mình sẽ tô phần cuống nên có màu xanh là cây nha. Tiếp theo mình sẽ tô quả bí ngô của màu cam. Ok, mình đã tô xong bức tranh quả bí ngô của mình rồi. Video của mình này cũng là kết thúc các bạn. Nhớ like, subscribe và ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.